Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là The Battle Cast nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và bắt đầu thôi anh em. Chúng ta sẽ đi tìm một cái này luôn. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục mở nhá để hy vọng sẽ ra được mấy con tộc Luga anh em ạ. Đây, cái banner Way Booster này. Có những con mình chưa có hai con Luga, một con hổ, một con robot thì mình có rồi, hy vọng sẽ ra nha anh em ơi. Cầu mong nào, ba cái đầu tiên thì không quá hy vọng là sẽ ra được con Uber Ray đâu nha. Ba con đầu tiên thì đấy, ba con đầu tiên chắc chắn không ra rồi. Mở cái này cực kỳ là lợi luôn anh em ạ. 100% anh em sẽ có Uber Ray. Cái gì tiếp theo đây? Ui trời ơi đừng. Vãi cả nồi. Chúng lại có thêm một con Cash Machine nữa. Vãi cả đạn, hôm qua vừa được Cash Machine xong. Đó, nhưng cái này không quan trọng, cái cuối thôi. Đừng cào vào Cash Machine nhá. Xin mày thấy cho tao mấy con Luga đi. Please. Tiếp Cash. Nim Cash. Silent Cash. The Workman Cash. Silent Cash. Con gì đây? Ui Luga thật anh em ạ. Ok. Được rồi, để một con Luga rồi anh em ơi. Ngon chưa? Toge Luga. Ok. Thêm con trong tập Luga nữa. Được hai Uber Ray nhưng mà cuối cùng chỉ được đúng một con mới anh em ạ. Hơi đen nhờ. Upgrade luôn. Mình có một con Limited, hàng Limited nữa cơ, nhưng mà thôi. Còn đây tính sau ha. Mình sẽ review cho anh em con tộc của Luga. Mình rất thích cái tộc này nhá, mà mình mới chỉ có 3 con thôi. Hình như nó có tận đến 7-8 con gì đấy nhá. Toge Luga. Con này thì có đánh single, này chỉ một kẻ địch thôi nhá. Ủa. Nó sẽ có Strength Gen, có Survive, có Immuwaste. Con này có vẻ đẹp đấy anh em ạ. Rồi, mới thêm một con Luga nữa anh em ơi. Gasgui. Đó, Filter, Uber Ray. Tộc Luga đẹp đấy. Đây rồi. Đấy nhá, từ cái dạng này nha anh em. Toge Luga nó sẽ không khác bất kỳ cái hệ nào cả, nhưng mà có lẽ đàn rất là to. Ủa chính là con này anh em ạ. Được của nó nha. Đẹp thật sự luôn. Hơi bị đẹp luôn đấy. Rồi anh em ơi, tôi sẽ kéo bên này. Mình sẽ cùng kiểm tra Toge Luga. Toge Luga The Battle Cast sẽ theo công ty của nó ngay được luôn anh em ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ vào trang MyGaToto anh em ạ, để xem các cái chỉ số của nó nha. Con này sẽ là 51.000 dam và chỉ có 850 máu thôi. Khi ở level 30 Togelin Passalin, mà nên là nó mà true form lên ấy, nó sẽ là 51.000 máu và 51.000 dam. Ok anh em. Rồi, con này có điểm mạnh gì không nhỉ? Đây, cùng xem thử nhé. Cùng xem thử xem có điểm mạnh và điểm yếu gì hay không nhé. Togelin Passalin ở cấp độ 10 tiến hóa thành 100% cơ hội sống sót sau một đòn chí mạng, tăng sức mạnh khi máu đạt 1%, 99 ở dạng thật. Ok anh em, khi mà nó tăng sức mạnh khi mà nó máu ở 1% anh em ạ. Miễn nhiễm 16 ưu điểm, tấn công cao khi được tăng cường. Ok, số lượng lớn các cú đánh ngược phạm vi tốt, máu thấp nhất. Máu thấp bất thường, bình thường và đã tiến hóa. Ok anh em ạ, DPS thấp trừ khi được tăng cường, tốc độ di chuyển chậm, tốc độ tấn công dài và hoạt ảnh, thời gian sạc lại lâu. Hình thức bình thường, hình thức này vô dụng bởi thiết kế tương tự như con mèo khác trong Tale of Necoluga. Con mèo này không được sử dụng cho đến khi tiến hóa dạng phát triển. Togelin Passalin có thể được sử dụng như một vũ khí hạt nhân tương tự như Bahamut Guard. Tuy nhiên, người chơi cần phải cẩn thận vì nó có thể bị giết một cách dễ dàng bởi hết các kẻ thủ có phạm vi là 445. Không ghép chúng với những con mèo tốc độ tấn công tương tự hoặc có cơ hội hạ gục. Thế à. Sicilian Passalin được cải thiện rất đáng kể khả năng sống sót và tốc độ tấn công nhanh hơn một chút trong True Form. Có nghĩa là kích hoạt tăng cường đáng thích hơn nhiều. Ok. Kinh đấy nhỉ. Có thể sử dụng các ma nhân tầng 30, Festival Gross, Crazy Cat, Musket Patty. Ok. Được đánh giá nó phải True Form lên thì nó mới khá khỏe anh em ạ. Chứ dạng này thì cũng bình thường thôi ha. Rồi, được cái hoành tráng.
Còn một con nữa nè, review nốt cho anh em ha. Rồi anh em ơi, vào game ha. Vào game cái season này thì đã kết thúc rồi, không còn bất kỳ một cái màn nào để mình đánh nữa đâu nhá. Chúng ta sẽ chơi school day để review cho anh em con mới này như thế nào nhé. Không cần đội hình này, bỏ con robot nữa. Pastalon này to dã man rồi anh em ạ. Mấy cái con tộc Luga này, con tộc này thì nó khi mà tiến hóa ấy, nó to còn phun cả cái màn hình nhá. Togelon Pastalon. Đây là tộc mình có 3 con trong này nhá. Và mình đang muốn là phun cái tộc này anh em ạ, để lấy tất cả những con đẹp nhất cho anh em xem nhá. Cùng xem nào. 4500. Hơi đắt. Ôi trời, đừng nâng cấp làm gì. Không cần nâng cấp anh em ạ. Sorry. Thì con này mình nhận tận là 5400 cơ. Không cần phải lo lắng. 4500 à. Con này di chuyển chắc tốc độ rất là chậm, nhưng mà thường nghĩ là sẽ đánh ở phía sau thôi nha. Chơi vé ở trước thì cũng không ổn lắm. Ấy, khá là cao anh em ạ. Khá là cao ấy chứ. Giờ cần có thêm những con tăng cơ hỗ trợ nó. Chứ bây giờ máu của nó chỉ có tầm khoảng 500 máu ở cái dạng 2 thôi. Chưa kịp đánh mất. Không có con nào xuất hiện à? Được rồi. Trời ơi, này chưa kịp thể hiện sức mạnh rồi. Đừng có phá nhà. Phá nhà nát nhà rồi. Buồn. Buồn của anh. Được một cái lá thư anh em ạ. Ok. Heavenly. Đây có Gris Diablo này. Nó sẽ là Haku Rishut. Đấy, sẽ lấy thêm một con nữa. Sumo Awaken 7 sao à? Cho ăn đâu được Sumo anh em ạ. Và chỉ có 2 con đấy thôi. Có 2 sự kiện mới. Và có cái Green Yellow này. Thì anh em đánh để lấy ấy thôi. Đánh để lấy các cái Yellow Card Fruit hoặc là Yellow Card hạt giống để true form à. À tiếp mình sẽ true form một vài con cho anh em xem nhá. Tôi có đủ nguyên liệu để true form một vài con khỏe khỏe. Rất là chờ đợi, rất là đáng chờ đợi anh em nhỉ. Ok. Và bắt. Rồi, quý sợi. Rồi, con này khắc chế con thiên sứ mà. Đấy nên không cần quá lo lắng, không cần quá lo lắng. Vassalon sẽ được đưa lên trước để đấm nhau à. Họ nó có thể bị chết đấy nhưng mà kệ nó. Đấm gì đâu. Đam nó khá to. Anh em có thể nhìn thấy cái lượng đam cơ bản của nó cũng rất là khủng khiếp à. Đam cơ bản của nó sẽ rơi vào tầm khoảng Toto. Đợi tí để mua con Garu à. Đấy. Thế nào, con Garu chạy cũng chậm cơ. Chưa xem con này đánh như thế nào cả. Em phải đợi nha. Con này mà lượng đam nó sẽ 51.000 đam luôn nha. Rất là khỏe. Con này sẽ 51.000 đam. Phá nhà xem nào. Nhà này thì nó cũng đơn giản thôi. Úi dồi, xong được đánh rồi. Phá nhà nhanh quá. Vãi cả trưởng nó phá nhà nhanh thế thì chịu rồi. Chịu các bạn, nếu các bạn phá thế thì ai đánh được. Hả? Hả? Được chưa? Nên mất 6 rồi anh em đợi xíu thì tôi bật lại cái này nhé. Đánh nhanh quá, không kịp review con Pastalon cho anh em luôn. Yellow Cut Fruit, hạt giống ạ, cái này chỉ là hạt giống rồi. Đấy. Ghép 5 hạt giống thành được một cái Cut Fruit bình thường. Sumo Awaken à? Sumo Awaken, chắc có lẽ tôi sẽ đánh cái map Sumo Awaken đi. Đây này, nó sẽ là tầm khoảng 51.000 dam. Nhưng mà mình đang ở level 10 à. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 21.000 dam mà chỉ có 350 máu thôi anh em ạ. Sicilian Pastalon. Ok. Ok, chúng ta sẽ chơi thử màn Sumo Awaken nha. Nhưng mà cái màn này thì lại sao? Sumo Awaken The Battle Cast. Nào, cùng xem nào.
À, có mấy con sumo ấy, nhưng mà trông khá tởm ấy. Nó là gì? Expert à? Expert thật đấy nhỉ. Cùng xem nó có những con gì nó xuất hiện ở trong này, nó sẽ cùng có mấy con cũng không phải là gì ghê gớm lắm, phát cơm anh em ạ, đánh khá là nhanh ấy. Sẽ ra nhiều sumo lắm, chỉ có đánh được không à, hơi mệt đấy, thật sự là hơi bị mệt mỏi. Họ sử dụng con kiếm à, kiếm sĩ à, họ thường sử dụng con kiếm sĩ và Bahamut dạng trạng thái tầm xa, Valkyrie. Ok, có chiến thuật để hạ cái màn này đây anh em ạ. Cũng khó, không dễ tí nào. Khó phết đấy. Đâu phải dễ đâu anh em, thử đánh nha. Chúng ta dùng cái con kiếm sĩ à? Con kiếm sĩ nó khắc chế bọn này à? Cũng được, con kiếm sĩ là con kiếm sĩ mà cầm khiêng ấy. Con kiếm sĩ mà cầm khiêng à? Có phải con này không? Ừ. Có phải con này không nhỉ? Hình như không phải con này. Con kiếm sĩ mà cầm khiêng. Hay là nó là thuộc cái con đây. Icecast. Hay là Icecast nhỉ? Đúng rồi, nó là Braver Cast anh em ạ. Con là sử dụng con Braver Cast chứ không phải con kia. Nếu con này làm Mitsu à, mình đoán nó sẽ làm Mitsu các thứ rồi. Ok, nếu dùng Braver thì cứ dùng thôi, tôi cũng không có ý tưởng, ý kiến gì cả. Không ý kiến, ý quà gì cả nhá. Sử dụng mèo chân dài à, Sexy Leg Cast à. Mình cũng có mèo chân dài bên kia, con này còn chưa true form được, bó tay. Sexy Leg Cast, dùng thêm cả UFO. Bahamut thì mình phải đổi lại dạng ấy anh em ạ. Đấy, con nào tấn công tầm xa thì đánh chắc là vẫn được ha. Đang suy nghĩ là Aphrodite được không? Aphrodite có vẻ khá khỏe đấy chứ. Uber Ray. Nói chung là cũng khá là khó khăn đấy anh em ạ, không dễ đâu nhá. Uber Ray à? Uber Ray thì sử dụng Aphrodite để bắn tấn công tầm xa ấy. Có lẽ là được. Bởi vì mình không biết con sumo ấy, nó thuộc cái dạng gì. Aphrodite. Đâu rồi, Aphrodite. Mega Aphrodite. Nhưng mà tấn công tầm xa thì chúng ta sẽ ưu tiên hàng đầu rồi anh em ạ. Dĩ nhiên rồi. Hades. Nếu con này không tấn công tầm xa. Đây, có mấy con Passalon này thì tấn công tầm xa khá là ghê gớm. Mắc xa luôn. Không có đam, nó là hỗ trợ anh em ạ. Có thể tấn công tầm xa được nhưng mà đam hơi hơi bé. Thế thì một tấn công xa đúng không anh em? Hãy lên Jijo à. Đây, Legion Ray đây. Con Gaia kia thì rất dễ bị đấm chết đấy anh em, mình đoán nó sẽ dễ đấm chết lắm. Rồi anh em ơi, mình nghĩ là có lẽ là cũng hợp lý với cái đội hình này đấy. Rồi thử đánh xem như thế nào nhá. Mình cũng không chắc là có thể thắng được cái trận này ha. Nó là cái gì? Nó là Ray à? Ray thì phải sử dụng mấy rồi anh em ơi? Ray thì phải sử dụng cái này nhá. Rồi Box. Không dùng cái này à? Một trận đấu có vẻ như là khá khó khăn. Có vẻ như là khá khó khăn. Chúng ta sẽ cần khá là nhiều con gọi là tăng cơ ấy, Mitsu ấy, Mitsu này. Bahamut sẽ tấn công tầm xa, cũng rất là tốt anh em ạ. Colossus, Menti các kiểu vẫn rất là ổn lắm. Rồi anh em ơi, Mega Aphrodite nó sẽ xuất hiện khá nhiều con đấy nha.
Khá là mệt mỏi đấy chứ. Sexy led cá thù nó đông lắm anh em ạ. Đông phải cả lều à, nhìn kìa. Lúc nào cũng sẽ là tấn công của con Aphrodite. Nó không phải là quá xa anh em ơi. Colossus bên kia. Lên nào, lên nào, lên nào. Lên 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 lên. Đừng bị đấm chết là được. Ui, đừng bị đấm chết là được bạn ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đang, đang, đang. Hơi mệt. Hơi mệt tí nhưng mà không sao, nhưng mình nghĩ là mình vẫn hạ được à. Đang full mẹ à. Ui, cái con Colossus bên kia đang đánh rất là tốt anh em ạ. Với Mega Aphrodite bắn đam từ xa luôn. Mega Aphrodite đã chết đó, chưa chết. Và nó bị đẩy lùi khá ngay anh em ạ. Sumo, Sumo này. Mèo kiếm à, ok. Ui, chơi nghe. Phải đi, phải. Rồi, thắng rồi đấy, thắng rồi đấy. Chứ khá hợp lý anh em ạ. Chứ khá là hợp lý để đấm cái bọn này ha. Mình phải nói cực kỳ là hợp lý luôn. Xong, nát nhà. Nice, yes. Woo. Sumo à? Sumo như phải mua phải không anh em ơi? Đây là ship. Ok, Sumo phải mua rồi. Đó thuộc cái special card ở đây. Giá là 150 à. Mấy con này để mua để review á. À? Review cho anh em thôi. Có gì đâu. Bây giờ tiếp tục là đánh sang cái phần Aku anh em ạ. The Gris Diablo này, cái này có vẻ khá khó này anh em. Không dễ đâu nha. Sumo Cast, Butter Cast. Gris Diablo. Gris Diablo Battle Cast. Chúng ta sẽ được có con gì và chiến thuật như thế nào. Nó là Aku anh em ạ. Thì khá là khỏe đấy, khá là khó ấy. Aku Cyclone. Để xem nó đánh như thế nào. Có rất nhiều cái hướng dẫn trên mạng ấy để chúng ta có thể đánh được ấy. Con Devin Cyclone này thì nó sẽ là 1.600.000 HP, đam là 6.666, DPS là 33.000, target arena bao chi 26.000, nhưng mà nó hệ gì nhỉ? Hệ Demon này. Sabo skill, Demon Shield à? Có Demon Shield anh em ạ. Ủa, đánh nhanh lắm. Đánh nhanh lắm anh em ơi. Mấy đánh kiểu gì đây? Mình thấy họ sử dụng những cái đồ hình như thế này, không biết là liệu rằng tôi có đánh được không nhá. Tôi thử rồi. Tôi thử, tôi không dùng, họ không dùng không dùng mấy cái con cùi cùi đâu. Ok, không dùng mấy con Uber Ray luôn đâu. Dị nhỉ. Chơi theo cái kiểu là khô máu với những cái con Missile các kiểu thôi. Đấy là Crazer Macho này, Warcast này, Crazer Warcast này. Tiếp theo là sẽ là một con tin học văn phòng. Tầm này bao nhiêu phút rồi anh em? Tầm 18 phút rồi anh em ạ. Tin học văn phòng à? Tin học văn phòng là con nào? Chắc là Ray ha. Tin học văn phòng. Tin học văn phòng đâu? Em ấy đang ở đâu? Hình như nó là con hacker đó. Hacker cast sao ấy? Tôi sẽ cố gắng đánh nốt cái map này nhá, để review trước cho anh em nhá, để thể hiện mình là có thể khả năng là chơi được. Tôi cũng chẳng biết là có chơi được không. Nó là Spray rồi. Nó là con hacker rồi anh em ạ. Không phải hacker không? Không phải hacker. Không phải hacker anh em ạ. Nó con nào nhỉ? À đây, nó là con Fresh. Nó là Fresh Cast Job anh em ạ. Con này có tác dụng gì? Nó có giảm à? Giảm attack à? Ok. Khá hay chứ. Rồi thì nếu có thể nâng cấp thì cứ nâng cấp thôi anh em. Upgrade cho nó khỏe tí á. Lên bằng tiến sĩ luôn đấy. Lên bằng tiến sĩ luôn thật ạ.
Ok, nếu mà có thể nâng thì cứ nâng lên 20 là đẹp rồi, mình nghĩ là thế. Evo thì không không lên được đâu nhé. Con này nó sẽ cần ở cho phía sau anh em ạ. Rồi. Tiếp theo là con gì? Có một con khá là lạ. Con này làm gì mình làm gì có. Con này thì đúng là tôi không có thật anh em ạ. Họ có phù thủy. Xong rồi có cả con ấy chân dài. Có một vài con tôi đích có luôn anh em. Tôi không đánh được. Trời ơi, cái map này đánh chết quá được, chịu rồi. Từ từ nhá. Để xem chiến thuật như nào. Có một vài con mình không có ấy, nên tôi cũng không đánh được luôn đấy. Ok, thôi chắc cái này Red Diablo chắc thôi nghỉ. Tôi nghĩ thôi nên nghỉ. Nên nghỉ anh em ạ. Quỳ luôn. Cái map này rất là khó. Ơ, mà cái map này nó không mở ra để mình ấy nhỉ. Đánh đánh cái gì đã quên mất rồi. Ta mở cái tạm này đã. Nếu mở 4 cái event cái capsule hôm nay đã thắng được một trận rồi. Nếu đánh thêm một trận chắc mất khoảng 10 phút nữa thì từ toàn à. Đánh thế thôi nhé. Ace Cast lên được con Braver ấy. Nội mình nâng cấp ấy, cũng khá khỏe đấy. Nó sắp tiến hóa được thì hay. Ivan 4 lá thư. Nó không mở phát luôn nhỉ. Cay thật sự luôn. Speed up. Chalk Boss Eraser 20 luôn đấy ạ. Ảo thật sự. 30.000 nha. Rồi và chúng ta skill nhé. Xin chào anh em nhá. Bye bye. À, đọc các comment của anh em nhé. Quên mất. Đây là video ngày hôm qua. Mai tôi dùng nốt 3.000 cat food còn lại để quay ra được con Luga đây. Cố chơi được 4 crown để được hard carry nhé anh. Chứ carry UBS nhiều sẽ chán lắm. Bỏ lỡ màn Enigma State đó khá là phí. Thường muốn mấy màn đó thì phải rất may mắn đấy. Mấy màn nào đó khi ra đánh kiếm Talent Off. Thế là Defense Off với Metal. Con cut machine mạnh thứ 9 trong sự kiện Dynamite đấy ạ. Con cut machine nó tăng khá tốt, không bằng hát đét đâu. Anh ép con Ken Candy, anh ép được rồi, anh kiếm cut food đâu thế. Nạp em ơi, anh đánh mèo Miniac đi. Em hóng lắm rồi, anh nạp nhiều tiền quá. Nạp hay cho em, không nạp tiền thì làm gì có con nào để review cho anh em. Suốt ngày đánh mấy con cũ à. Thế thì cực kìa chán luôn, phải nạp chứ. Anh nhà đâu thế, Yên Bái em ơi. Em mở hoài không OB nào. Anh không, anh cần mốt không? À cái này nhá, cái này không mốt được em nhá. Cái này mốt là bị ban nick nhá. Cần cũng không được em ạ. Anh có bao nhiêu con Uber Ray vậy? Ô, anh nhiều lắm. Tổng cộng là tổng số của mình Uber Ray mình nhiều lắm anh em ạ. Rồi, cho anh em xem. 6 24 48 50. Tôi giờ tổng cộng là 50 con Uber Ray nhá. Hiện tại tính thì đang có 50 Uber Ray ha. 50 em nhá. À 51. 51 nha em. Uber Ray thứ 50. 51 gì đấy. Lều cả vãi cả lều. Em like rồi. Ok em nhá. Xem đầu. Bình luận 2. Rồi chúng ta sẽ kết thúc nhá.